Thưa quý vị, ở vụ đông xuân năm trước, huyện Bắc Mê thực hiện thí điểm liên kết trồng dưa chuột tại xã Minh Sơn đã cho hiệu quả kinh tế cao. Từ đầu năm nay, huyện đã nhân rộng mô hình ra 3 xã với diện tích là 30 ha. Hiện nay, dưa chuột đang vào vụ thu hoạch, hứa hẹn đem lại thu nhập cao cho bà con. 3 xã thực hiện mô hình gồm Yên Định, Minh Sơn, Phú Nam đều có diện tích đất tương đối bằng phẳng, liền kề nhau, đường xá đi lại cũng thuận tiện nên thuận lợi cho việc thu hoạch. Việc trồng dưa chuột được thực hiện theo hình thức liên kết giữa các hộ gia đình với hợp tác xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc được người dân đồng tình hưởng ứng. Trong quá trình tham gia thì cũng thấy hiệu quả của cái mô hình dưa thì về thu hoạch thì nó sẽ đạt hiệu quả hơn so với trồng lúa. Thì đối với đầu ra thì là có bao tiêu sản phẩm. Theo hợp đồng ký kết, hợp tác xã cung ứng giống, vật tư phân bón và các thiết bị nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, còn người dân góp đất và bỏ công chăm sóc. Dưa được trồng liền kề giữa các thửa ruộng, thuận tiện cho việc chăm sóc phòng chống sâu bệnh hại. Sau khi dưa đến chu kỳ thu hoạch sẽ được bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường, trừ hết các chi phí ban đầu của hợp tác xã, còn lại người dân hưởng lợi. Năm ngoái mới có 16 hộ nhận trồng, năm nay đã lên hơn 20 hộ nhận trồng. Thế cho nên thấy rằng là cái phong trào trồng dưa, tôi thấy rằng là so với cái trồng loại hoa màu khác thì nó năng suất hơn. Như ngô cũng thế, ngô thì cũng không bằng cái dưa này. Bởi vì sau 30 ngày đó cái hiệu quả nhìn thấy như thế. Cái trồng dưa này thì là mình làm thì nó nhẹ nhàng hơn là những cái cây cơ khác, mà thu hoạch thì nó được tương đối ổn định hơn là những cái cây trồng khác. Vì là cái giá cả thị trường bây giờ người ta cũng mua theo công ty người ta lấy, thì mình kiểu hái được một bao nhiêu thì công ty thu hoạch bấy nhiêu. Thế là mình đỡ cái đầu ra nhiều. Dưa chuột là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, rất phù hợp cho phát triển trồng trong vụ hè thu. Hiện nay 1 kg dưa chuột được bán tại vườn dao động từ 4 đến 6 nghìn đồng 1 kg, bình quân 1 hecta đem về thu nhập cho người dân từ 60 đến 70 triệu đồng. Thì mô hình trồng dưa này thu nhập gấp 3 lần so với trồng lúa. Thì trong thời gian tới đấy, để đảm bảo triển khai thực hiện vấn đề này thì phòng nông nghiệp tiếp tục tăng cường mời gọi thu hút đầu tư đối với mô hình liên kết sản xuất này. Thì mô hình liên kết sản xuất là thứ nhất là thị trường tiêu thụ ổn định, rồi là người dân sau khi thực hiện thời gian trồng chỉ có khoảng độ là 40 ngày thì đã cho sản phẩm bán ra thị trường. Đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao vào phát triển sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, theo hình thức liên kết là hướng đi mới đang được ngành nông nghiệp huyện triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được cụ thể hóa từ nghị quyết Đảng bộ huyện Bắc Mê khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.